Chào tất cả anh em nhé, đã có cái bắt tay hoành tráng nhất trong cái mùa Covid này, một trong những siêu phẩm rồi được anh Hòa Taxi giao dịch với anh Trường Giấy Hải Dương. Với những tác phẩm như này thì anh em thấy là chỉ có những người hiểu biết giá trị đích thực của nó nhé. Chúng tôi đã làm rất nhiều phóng sự về tác phẩm dưới này rồi, đặc biệt là tác phẩm dưới của anh Hòa Taxi này thì anh em không phải chê, là một trong những cây mà anh Hòa dẫn là chi là tâm đắc, cũng đã ở trong vườn rất là lâu năm rồi, làm nên tầm một cái thương hiệu đó là Hòa Taxi sở hữu cây dưới này nhá. Anh em nào mà đã đam mê cây cảnh thì cũng đã cũng đều chụp ảnh và đều đến tận nơi chiêm ngưỡng tác phẩm này rồi. Nhưng hôm nay là một trong những cây bom tấn gọi là thế kỷ anh em, một trong những cây dưới mà nổ ra tác phẩm rất là nhiều tỷ. Chắc là nói ra đây anh em là bảo chúng tôi là mới khoác nói nát, nhưng mà thực ra cái giá 16 tỷ đã có rất từ lâu rồi, còn cây dưới này nổ ra tác phẩm bao nhiêu thì chắc chắn là một ngày gần nhất anh em sẽ biết là cái tài giá trị của nó rất là cao. Cái giá trị của nó chắc là anh em không thể tưởng tượng đấy được. Một trong những người cũng rất là nóng tiền, có ra rất nhiều tác phẩm quý ở đây dưới đấy. Một những người mà theo tôi trong vườn thì anh em cũng đã xem thông qua rất nhiều kênh bonsai rồi, thì hôm nay là cái tác phẩm này đã được giao dịch về với anh Trường nhé. Thì một ngày gần nhất thì chúng tôi sẽ quay chi tiết đầy đủ cái cuộc giao dịch này cũng như là lễ nhận cây. Hôm nay là cái buổi giao dịch này thì tư liệu là của chú Phan Văn Giang cũng đã cung cấp cho anh em rồi, thì anh em biết đây, Văn Giang đang nổ ra một tác phẩm ruồi tiền tỷ, có nghĩa là một siêu phẩm đứng trong hàng bộ tứ cây của Việt Nam nhé. Thì hôm nay là cây ruồi đã chính thức rời Văn Giang rồi. Đấy, một trong những tác phẩm không thể chê vào đâu được, giao dịch rất nhiều tỷ anh em ạ. Chúc mừng chú Hòa Taxi nha, anh em hỗ trợ đưa cây lên xe rồi. Mọi việc đã em chừng đấy. Chúc mừng Hòa Taxi. Đây là con cưng nha, cũng là con át chủ bài của chú Hòa Taxi. Mang đi rất nhiều cuộc triển lãm rồi. Được anh em trong ngành được đánh giá rất cao, đặc biệt là một trong những cái kênh nổi tiếng của Trung Quốc đã đưa thông tin chính thức.